Bé ăn không tiêu là vấn đề khiến nhiều phụ huynh lo lắng và muốn chữa cấp tốc cho trẻ. Ăn không tiêu khiến trẻ khó chịu, không muốn ăn và khó hấp thu dinh dưỡng. Vì thế, các bậc cha mẹ cần quan tâm và tìm hiểu vấn đề này. Nhờ đó, giúp trẻ bảo vệ sức khỏe tốt ngày càng phát triển khỏe mạnh. Bé ăn không tiêu có những biểu hiện như thế nào? Tình trạng ăn không tiêu hay còn gọi là đầy bụng khó tiêu trong hoặc sau khi ăn. Đây là tình trạng không hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Lý do là hệ tiêu hóa của trẻ có thể chưa phát triển hoàn thiện, chức năng tiêu hóa còn kém. Do đó, trẻ thường gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Biểu hiện của trẻ ăn không tiêu gồm có 1 đến 2 giờ sau bữa ăn, bụng của trẻ vẫn căng tròn. Cảm giác chướng bụng. Khi cha mẹ vỗ nhẹ vào bụng trẻ nghe thấy âm thanh như tiếng trống. Trẻ hay than bị đau bụng, nhất là sau ăn. Thường cơn đau chỉ âm ỉ, dâm ran và không quá khó chịu. Trẻ thường quấy khóc, khó chịu bứt rứt. Trẻ chán ăn, ăn không ngon miệng thậm chí bỏ bữa. Trẻ buồn nôn và có thể nôn ra trong lúc ăn. Trẻ thường có biểu hiện ở nóng, ở chua. Trẻ bị rối loạn tiêu hóa, có thể tiêu chảy hay táo bón. Trẻ khó ngủ về đêm do khó chịu ở vùng bụng. Nguyên nhân tình trạng bé ăn không tiêu. Chế độ ăn uống không hợp lý hay do cơ địa mà dẫn đến tình trạng bé ăn không tiêu? Tìm hiểu nguyên nhân là bước đầu giúp cha mẹ nắm được tình trạng của con. Từ đó, cha mẹ có thể chăm sóc con tốt hơn để tránh tình trạng này. Dưới đây là những nguyên nhân thường gặp cha mẹ cần chú ý. Chế độ ăn của mẹ không hợp lý khi cho con bú. Trong một đến 2 năm đầu, nguồn dinh dưỡng của trẻ phụ thuộc vào sữa mẹ. Do đó, khi trẻ đang bú sữa mẹ có dấu hiệu bé ăn không tiêu, cần nghĩ đến nguyên nhân từ sữa mẹ. Mẹ cần có chế độ ăn hợp lý và lành mạnh để tốt cho con. Thực phẩm cho mẹ cần đảm bảo an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi. Bên cạnh đó, mẹ không nên ăn các đồ ăn chua, cay nhiều, không ăn uống các chất kích thích. Trẻ thay đổi chế độ ăn đột ngột. Hệ tiêu hóa của bé non nớt và cần có thời gian làm quen với việc tiêu hóa thức ăn. Do đó, việc thay đổi chế độ ăn đột ngột có thể có hại với hệ tiêu hóa của trẻ. Khi cha mẹ cho con chuyển từ chế độ uống sữa hoàn toàn sang ăn dặm cần chú ý, cha mẹ nên cho trẻ ăn thức ăn lỏng tới đặc ăn từ lượng ít đến lượng nhiều như vậy trẻ thích nghi tốt và hệ tiêu hóa cũng hoạt động tốt nhất trẻ không dung nạp đường lactose tình trạng không dung nạp đường lactose cũng là một nguyên nhân phổ biến khiến trẻ ăn không tiêu đường lactose là thành phần có trong sữa và các sản phẩm từ sữa một số trẻ không hấp thu được chất này gây ra nhiều vấn đề tiêu hóa do đó cha mẹ cần để ý xem lúc ngưng sữa cho con có cải thiện tình trạng khó chịu đường tiêu hóa không nếu trẻ tốt hơn khi ngưng sữa, cha mẹ nên tránh sữa và các sản phẩm từ sữa cho bé. Có thể thay thế cho bé uống các loại sữa thực vật như hạnh nhân, óc chó, hạt rẻ. Trẻ dùng kháng sinh hay thuốc khác. Việc dùng thuốc điều trị cũng có thể gây ra bé ăn không tiêu. Các loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn đường ruột hay ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa. Do đó, chức năng tiêu hóa của trẻ kém hơn và khiến bé ăn không tiêu. Đối với trường hợp này, khi bé ngưng thuốc sẽ cải thiện. Tuy nhiên, nếu tình trạng ăn không tiêu nặng và ảnh hưởng nhiều đến bé, cha mẹ có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để đổi thuốc. Trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Các tình trạng trên cũng có thể đi kèm tình trạng đầy bụng khó tiêu. Trẻ bị trào ngược dạ dày tá tràng khiến thức ăn bị đẩy ngược lên thực quản. Điều này khiến trẻ dễ bị nôn chớ, ợ hơi, chướng bụng. Tình trạng táo bón và tiêu chảy cũng khiến hệ tiêu hóa trẻ rối loạn có thể xuất hiện các vi khuẩn sinh hơi gây đầy bụng. Tình trạng rối loạn các chất điện giải do tiêu chảy cũng khiến bé ăn không tiêu. Cách giải quyết tình trạng bé ăn không tiêu. Bé ăn không tiêu có thể do các nguyên nhân khác nhau gây ra. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng ăn không tiêu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Do đó, cha mẹ nên biết những bí quyết để chữa trị cho bé. Massage bụng cho bé sau bữa ăn khoảng 30 phút cha mẹ có thể mát đến xa bụng cho bé giúp cải thiện tình trạng bé ăn không tiêu. Cha mẹ dùng các đầu ngón tay ấn và xoa nhẹ nhàng vùng quanh rốn trẻ. Động tác này giúp trẻ thoải mái và tiêu hóa thuận lợi hơn. Ngoài ra, còn có thể giảm đau bụng, trướng bụng. Ngoài ra, trường nóng cũng là cách tốt giúp cho bé ăn không tiêu cải thiện tình hình. Cha mẹ nên chú ý độ nóng vừa phải tránh làm bỏng trẻ hơi nóng từ khăn giúp bé tiêu hóa thuận lợi hơn và giảm chướng bụng giảm đau bụng bổ sung lợi khuẩn cho bé trẻ có thể được bổ sung lợi khuẩn từ món sữa chua và các sản phẩm bổ sung dạng cốm tiêu hóa lợi khuẩn giúp tăng cường chức năng hệ tiêu hóa và giúp trẻ bảo vệ tốt đường tiêu hóa do đó bé ăn dễ tiêu hơn một hộp sữa chua mỗi ngày sẽ vực lại sức khỏe tiêu hóa cho trẻ Tuy nhiên nếu bé ăn không tiêu kéo dài thì có thể sử dụng các chế phẩm men vi sinh để có hiệu quả rõ rệt. Bằng cách cung cấp 2 tỷ lợi khuẩn, cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold cho thấy tác dụng tuyệt vời trên đường ruột của trẻ. Chúng sẽ là những kỵ binh giải quyết lượng thức ăn tồn động và ngăn chặn sự hình thành của các độc tố tại ruột. Giúp bé xì hơi. Cho trẻ nằm ngửa, đưa hai chân lên và làm động tác đạp xe đạp. Động tác này giúp ruột trẻ hoạt động tốt hơn và có thể tống khí trong bụng ra nhờ đó trẻ giảm chướng bụng giảm đau bụng và giúp bé cải thiện tình trạng ăn không tiêu ngoài ra cha mẹ cũng có thể cho trẻ nằm sấp và vuốt lưng trẻ động tác này cũng có ích để giúp trẻ xì hơi hay ợ hơi tốt hơn chia nhỏ bữa ăn cho bé bé ăn không tiêu nên ăn ít thức ăn mỗi bữa và tăng số bữa như vậy lượng thức ăn giảm bớt giúp trẻ tiêu hóa dễ hơn hấp thu dinh dưỡng cũng tốt hơn ăn ít còn giảm chướng bụng giảm đau bụng những ngày bình thường cha mẹ cũng cần chú ý lượng thức ăn cho con cha mẹ không nên bắt ép con ăn quá nhiều ảnh hưởng đến sự thèm ăn cũng như hệ tiêu hóa của bé củng cố men tiêu hóa nhiều mẹ nghĩ đến việc cho con uống men tiêu hóa khi bé ăn không tiêu tuy nhiên mẹ phải hết sức thận trọng và tìm hiểu kỹ bởi nếu sử dụng không đúng cách hệ tiêu hóa của con sẽ bị lệ thuộc vào các sản phẩm đó vì thế giải pháp toàn diện cho vấn đề này là chỉ cung cấp một lượng nhỏ enzym cần thiết mẹ có thể lựa chọn các dòng sản phẩm vừa bổ sung lợi khuẩn vừa cung cấp men tiêu hóa. Chẳng hạn như cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold. Bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, các nhà khoa học đã đưa thêm một lượng nhỏ enzyme và sản phẩm. Điều này giúp nâng cao hiệu quả cải thiện tiêu hóa của sản phẩm. Cùng với những tác động tích cực của lợi khuẩn, Amano Enzyme Gold là giải pháp vừa an toàn, vừa hiệu quả với trẻ nhỏ. Bé ăn không tiêu ảnh hưởng đến sự hấp thu dinh dưỡng và quá trình phát triển của trẻ do đó cần phải mau chóng giúp trẻ cải thiện tình trạng này. Các biện pháp trên rất có ích cho bé, cha mẹ nên ghi nhớ và áp dụng cho con. Gọi ngay hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.